Thưa quý vị và các bạn, vùng xanh là vùng bình thường mới, quy định các cơ sở kinh doanh, thương mại dịch vụ, buôn bán, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Qua 2 ngày thực hiện, người dân ở trung tâm chợ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề đã ý thức được và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quyết định số 2093 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tại chợ trung tâm thị trấn Lịch Hội Thượng, hoạt động buôn bán có phần nhiều hơn. Dù Trần Đề có đến 8 xã và thị trấn Lịch Hội Thượng là vùng xanh, tuy nhiên mọi người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi ra vào mua bán tại chợ. Trước cổng ra vào chợ, lực lượng làm nhiệm vụ đo thân nhiệt sát khuẩn cho người dân trước khi vào chợ. Ban quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, tránh tình trạng người dân tập trung đông người ở một khu vực mua bán, chấp hành tốt quy định 5K của Bộ Y tế. Dọc theo các tuyến đường trung tâm, đường nội ô, thị trấn, các cửa hàng ăn uống đã mở bán trở lại, phục vụ khách tại chỗ, nhưng tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, bàn ghế sắp xếp cách nhau 2 mét, mỗi bàn ngồi không quá 4 người. Còn đối với xã Tài Văn và thị trấn Trần Đề thuộc vùng cam, tức vùng nguy cơ cao, hầu hết người dân, các tiểu thương, hộ kinh doanh đều thực hiện nghiêm túc đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của từng vùng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.